Trong ngày 20 tháng 3, số trường hợp tử vong do dịch COVID-19 ở Ý là 627 người, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh ở nước này lên 4.032, hãng tin Reuters cho hay. Số ca tử vong trong ngày 20 tháng 3 cao hơn 200 trường hợp so với một ngày trước đó và cao hơn 32% so với số liệu đỉnh điểm trước đó là 475 vào ngày 18 tháng 3. Số ca nhiễm cũng đã tăng từ mức 41.035 người lên 47.021 người, tăng gần 15% chỉ sau một ngày. Theo báo La Repubblica, một tờ báo địa phương, khoảng 96% người dân Ý được báo này lấy ý kiến cho biết họ thấy các biện pháp phong tỏa để phòng dịch COVID-19 tạo ra kết quả tích cực hoặc rất tích cực. Trước đó, thủ tướng Ý đã thông báo kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc sang tháng 4. Ngày 19 tháng 3, Bộ Giao thông Ý yêu cầu các tàu của nước này nếu đã rời cảng phải trở về đất liền và tất cả du khách và thủy thủ đoàn đều được xét nghiệm COVID-19. Trong trường hợp những người trên cho kết quả âm tính, họ vẫn phải tự cách ly và theo dõi sức khỏe của mình. Chính phủ Ý cho biết trong khoảng một tuần, có gần 51.900 trường hợp đã vi phạm quy định về cách ly phòng dịch COVID-19. Theo luật pháp Ý, những người này có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù lên đến 3 tháng. Ngoài ra, hơn 1.100 người đã không cung cấp thông tin trung thực cho cảnh sát về lịch sử dịch tễ của bản thân. Ý cũng áp dụng quy định đóng cửa tất cả các cửa hàng trừ cửa hàng thực phẩm và nhà thuốc. Viện Y tế Quốc gia cho biết độ tuổi trung bình của các ca tử vong là 78,5 tuổi, trong đó ca tử vong nhỏ nhất mới 31 tuổi, ca lớn tuổi nhất là 103 tuổi và khoảng một nửa số trường hợp tử vong trên 80 tuổi. Ý là quốc gia có dân số già thứ hai thế giới sau Nhật Bản với khoảng 23% người dân trên 65 tuổi. Các chuyên gia y tế cho rằng đây là lý do vì sao tỷ lệ các ca nhiễm COVID-19 dẫn đến tử vong ở Ý cao hơn nhiều so với tỷ lệ tương ứng ở các nước khác. Theo thống kê, trên khoảng 3.200 người tử vong cho biết 70,6% là nam giới và 29,4% là nữ giới, và phần lớn những người tử vong là người có bệnh lý nền. Các bệnh lý nghiêm trọng nhất là cao huyết áp 73,8%, tiểu đường 34% và bệnh lý tim mạch là 30,1%. Tính đến 10 giờ 45 phút sáng 21 tháng 3, toàn thế giới đã có hơn 257.680 ca nhiễm COVID-19, có 11.138 người tử vong và hơn 87.108 bệnh nhân đã được chữa khỏi, theo báo South China Morning Post. Đăng ký ngay kênh YouTube báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.